Những năm gần đây, huyện Bến Cầu được lãnh đạo cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể thao khang trang. Công tác xã hội hóa thể thao được nhiều người tham gia. Từ đó, phong trào rèn luyện thân thể ở huyện biên giới này có nhiều khởi sắc. Bến Cầu được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh trên diện tích hơn 8 hectare, kinh phí hơn 50 tỷ đồng, trong đó gồm nhiều công trình phục vụ hoạt động thể thao. Hiện nay, trung tâm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội, phòng chống đuối nước và khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn huyện. Cũng kiến nghị thêm ở địa phương là mở thêm nhiều cái lớp như vậy để tổ chức cho vừa ngoài không phải là học sinh, trẻ em không, có thể tạo điều kiện cho người lớn để cùng tham gia học, để có được cái kỹ năng bơi, vừa là rèn luyện tốt cho sức khỏe, vừa là bảo vệ được tính mạng của mình. Trong nhà thi đấu đa năng huyện, thường xuyên có thanh niên đến tập vợt bóng chuyền. Em tập bóng chuyền cho có sức khỏe, tập được nay được tháng mấy hai tháng rồi. Có thể nói, chưa bao giờ công tác xã hội hóa thể thao ở huyện Bến Cầu lại huy động được nhiều người tham gia như giai đoạn hiện nay. Lần đầu tiên ở huyện biên giới này có người dân đầu tư xây dựng một câu lạc bộ cầu lông, trong đó gồm 3 sân cầu lông được trải thảm chất lượng cao, có hệ thống chiếu sáng đúng quy chuẩn, có mái che kiên cố và một số công trình phụ. Hiện nay, câu lạc bộ có khoảng 40 thành viên. Trong dịp hè năm nay, câu lạc bộ thông báo chiêu sinh thường xuyên để gây dựng phong trào cầu lông của huyện ngày càng rộng khắp. Có ý định là chúng mình mở sang đi rồi từ từ mình cũng có nhiều người chơi hơn, mình phát triển cái môn cầu lông ở huyện Bến Cầu hơn. Đó, mình cảm thấy vậy nên cứ mở đi, hồi đó là chỉ có mười mấy người chơi à. Từ từ nay cũng mấy chục người à, cũng khoảng 40-50 người chơi, cũng đông hơn hồi đó nhiều. Câu lạc bộ võ Taekwondo ở huyện Bến Cầu cũng là hình thức xã hội hóa thể thao. Hiện tại, Bến Cầu có 2 lớp Taekwondo, trung bình mỗi lớp có khoảng 50 võ sinh. Tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh vừa qua, các võ sinh câu lạc bộ Taekwondo huyện Bến Cầu đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng các nội dung thi đấu đối kháng cá nhân và đạt 1 huy chương đồng nội dung đồng đội nữ. Hiện tại thì lớp tập ngày chính thức là thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Còn em sẽ dạy thêm cho tất cả các bạn đam mê tham gia thi đấu đó, thì hỗ trợ cho các bạn thứ 3, thứ 5, thứ 7. Lớp thì lớp chính thức của em thì cũng tầm khoảng 40 đến 50 võ sinh. Thì hướng tới thì sẽ phối hợp cùng phòng giáo dục để mở lớp những năng khiếu trong nhà trường để tập luyện các em để sau này đó là mầm non cho cái thể thao của huyện nhà càng là ngày càng phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bến Cầu còn có 4 sân bóng đá mini, 4 hồ bơi, 44 sân bóng chuyền, 2 phòng gym, 2 phòng aerobic, 1 phòng yoga, 9 khu vui chơi cho trẻ em, 19 khu tập luyện thể dục thể thao và nhiều người thường xuyên tập luyện môn xe đạp, đi bộ, chạy bộ, v.v. Tất cả những hoạt động nêu trên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng biên giới rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và xây dựng quê hương Bến Cầu ngày càng phát triển.